hoa đẹp chứ. Tôi cũng là thương với bên tôi xin thay mặt đọc lời cảm ơn thế cho anh Nguyễn Văn Quang, tại vì anh Quang không thấy đường. Tôi thương với bên Nguyễn Văn Quang, số quân 927064, đơn vị trung đội 46 nghĩa quân, chi khu cải lại, bị thương năm 1974. Hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2024, qua nhịp cầu nối cô Dân Kim hát cho đồng bào tôi có nhận đầy đủ $100 do cô Dân Kim thay mặt cháu Huỳnh Công Chính gửi về quỹ lão cho tôi chân thành cảm ơn và mến chúc cháu Huỳnh Công Chính và gia đình luôn nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, hạnh phúc và bình an. Xin hết, xin chào.